bữa trước có phật tử nhắn tin cho thầy nhắn tin cũng khá dài phàn nàn rằng bạch thầy mẹ con đi chùa mấy năm nay tùng kinh cũng rất là nhiều rồi còn ăn cả chay nữa nhưng mà không hiểu mẹ con học phật kiểu gì mà mẹ con sân lắm thầy ạ mẹ con chửi con chửi cháu thì đau độc không còn có một cái từ gì để gì để mà 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 à, diễn tả được hết thầy ạ không biết mẹ con tu như vậy có đúng không à, nhắn tin hỏi thầy như thế theo các phật tử chúng ta tu như vậy có đúng không tụng kinh nghe pháp và thậm chí ăn chay nữa nhiều năm rồi nhưng mà vẫn sân uh, si vẫn nó chửi con mắng cháu một cách thậm tệ theo chúng ta tu như vậy có đúng không không tu là gì là sửa là thay đổi những thói hư tật xấu đã có từ vô thủy kiếp nhấn đến rất lâu ở trong gì trong uh, tiềm thức trong tảng thức a à lại gia của chúng ta chúng ta phải chuyển từ gì chuyển từ sân hận thành từ bi bình đẳng yêu thương bác ái chúng ta chuyển từ tham lam thành không tham chuyển từ sân giận thành không sân mà luôn yêu thương bình đẳng chuyển từ ngu si thành gì thành trí tuệ vô ngại biện tài vân vân đó mới gọi là là tu chuyển từ cái tội mà ngu nghịch bất hiếu trở thành người con hiếu thảo cung kính ông bà cha mẹ hết mực thờ phụng tổ tiên kính cẩn và chân thành vậy đấy gọi là tu chúng ta yêu thương con cháu chắt chút chít của chúng ta một cách thật lòng thấy con thấy cái làm sai chúng ta ôn tồn ân cần thực tâm để chỉ bảo mong cho con cháu chúng ta thành người đấy mới gọi là người thực tu hơi một tí là chửi là mắng là nhiếc là nguyền rủa cay độc khiến cho chính con chính cháu của mình cũng thấy là gì buồn tuổi và sầu não các vị nghĩ xem tu mà như vậy có gọi là người tu thật sự không chắc chắn không cho nên nếu ở trong hội trường nào ở trong hội trường này mà còn cụ nào như thế rất mong rằng các cụ nên chuyển nghiệp ngay từ hôm nay đi phải chứng minh cho con cháu của chúng ta thấy là gì mẹ hay bố vào chùa nghe pháp với thầy thịnh bố mẹ đã thực sự giác ngộ phật pháp trước đây bố mẹ cũng đi chùa cũng tu rất nhiều rồi nhưng mà chưa giác ngộ nay được nghe cái bài pháp của thầy thịnh bố mẹ đã thực sự giác ngộ và bố mẹ từ giờ trở đi sẽ không nguyền rủa không mắng nhiếc con cháu một cách thầm tệ hay một cách gì một cách cay độc khiến cho con cháu phải buồn tuổi vài lo sợ nữa tất nhiên cái câu này mình nói trong nghĩ ở trong tâm thôi chứ đừng có nói ra như thế tò tò về tối mai về đến nhà này tất cả mấy đứa sang đây bà bảo sang đây mẹ bảo này từ hôm nay trở đi bà đã giác ngộ rồi nhá <laughs> bà đã giác ngộ rồi cho nên từ hôm nay trở đi bà sẽ sống gì sống như là lời ở Phật dạy như lời ở thầy giảng cho nên bà sẽ không mắng các con nữa không mắng các cháu nữa cho nên mọi người yên tâm từ giờ trở đi bà đã giác ngộ rồi đấy. được vài bữa nếu mà gì không làm được mắng nó nó cười cho vào gì cười cho vào mũi đấy cho nên âm thầm bà làm mình giác ngộ không để cho ai biết là mình giác ngộ Đấy mới thực sự là người gì? Đích thực giác ngộ Mình mà hiểu được một chút Cho là mình giác ngộ Vừa vào tai đã ra Ra gì? Ra mồm á Thì ma nó sẽ gì? Nghe được, biết được Nó sẽ phá cái tâm đạo của chúng ta Chết luôn Cho nên các vị thấy Thầy đi ra ngoài cũng ngơ ngơ Ai hỏi thầy bảo Ôi giời con rồi người dân tộc chả biết cái gì đâu các cụ các thầy hoan hỉ có gì con làm chưa đúng là các cụ đánh cho con hai cái chữ đại xá Đấy. thế mình nói trước như thế mình có làm sai cái gì các cụ bảo ôi cái thằng dân tộc ấy mà Đấy. thế cho nên là mình ra bên ngoài mình cứ ngu ngu ngơ ngơ á như bò đội nón á người ta hỏi cái gì thì mình có bảo cái gì mình biết thật sự mình mới mới nói là mình biết còn mà nó dở dở giang giang mình có bảo thôi cái này con chưa biết vì con ngày xưa khổ, sinh ra rồi không, còn trẻ không được đi học nhiều. Nên lớn lên thì học nó cũng khó, nó không vào được nữa cho nên cũng chưa rõ đâu các cụ hoan hỉ. Có gì con chưa biết các cụ cứ chỉ bảo cho con à, tận nơi để con làm. Thế hóa ra mình nói như thế, các cụ lại gì? Lại thương. À. Mà khi giao việc gì thì mình cũng làm hoàn thành một cái xuất sắc, chứ không phải là làm gì, làm một cách gọi là để cho gọi là thành và cho gọi là thành à, thành công đâu mà có thể giao việc gì gần như cũng làm xuất sắc ấy thế mà mình cứ phải khiêm tốn là mình là người à, dân tộc ngu, ngu ngơ chẳng biết cái gì đâu có gì làm sai đâu các cụ bảo hay là cái gì chưa biết là các cụ chỉ dạy cho con thêm Thế khi quá trình mình làm được thì các cụ đi ai quý cho nên chớ có gì chớ có à, chưa vào tay đã ra mồm à, về đã thì gọi tập trung con cháu ra là vô ngực ta đây từ nay trở đi tao giác ngộ rồi <laughs> tao thì tao sẽ không chửi không mắng chúng mày nữa chúng mày từ giờ trở đi muốn làm gì thì làm cậy mồm tao chả nói nữa à, phát biểu như thế có khi à, ma nó đến nó thử cho ngay ngày hôm sau có khi là gì lại sân là mầm lên ngay ấy mà đấy cho nên giác ngộ là giác ngộ ở bên trong phát ra bên ngoài bằng những cử chỉ, hành động, lời nói và ý nghĩ nhẫn đến là việc làm. Các Phật tử chúng ta hiểu không? Hiểu hả? Ừ. cái lúc cần rôm giả thì chả thấy rôm giả. cái lúc nào mà gì? mà người ta nó hỏi kháy, hỏi xoáy, đáp xoay cho thì lại gì? lại vô tay ầm ầm với nhau <laughs> rồi trở lại bài tổ nói là gì bên đường xe tang buồn đi qua chiều hôm mồ hoang xương trăng tà vô thường đời trần thương ôi mau người đi rồi dần sang phiên ta chúng ta thấy không đấy tổ nói là bên đường nhìn thấy chiếc xe tang đi qua rất là buồn chiều hôm mồ hoang xương trăng tà xe tang đưa cái người mất ra đâu các vị đưa ra bãi gì bãi tha ma cho dù người thân có buồn than có khóc lóc có kể lễ, có níu kéo đến đâu thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn khoảng tiếng hai tiếng đồng hồ thôi lúc đó thực sự là gì âm dương cách biệt Xin thưa các quý vị bắt đầu khi đưa cái quan tài xuống Những người thân thương nhất Mỗi người nó đã cầm một cái cục đất nó gì Liệng vào, vào quan tài liệng vào cái hố ma ấy rồi Vì sao mà liệng Vì theo cái phong tục tập quán của dân gian họ bảo là gì Ném cái hoàn đất vào đó để Đuổi để cho con ma nó không đi theo mình quay về Về nhà để bắt gì bắt mình, bắt người thân. Đau chưa? Lúc đó nếu mà chúng ta giả sử, nếu chúng ta là người chết, mà chúng ta biết được rằng người thân chúng ta vừa đang khóc lóc từ nhà ra đến gì? Đến bãi Tha Ma. Khi mà vừa đặt chúng ta xuống, người thân là lại khởi cái tâm quay lại 180 độ là quay lại gì? Lo mình đi theo người thân quay về nhà. Cho nên là cầm hòn đá liệng và ném mình, xua đuổi ý là gì xua đuổi không cho đi theo về về nhà chúng ta có đau không có buồn không đau chứ ví dụ như vợ chồng thì cả một đời à, cái gì cái gì cái gì à? ở ngoài đời họ cái gì tay ấp má má kề cái gì gì đấy đúng không cái gì gì đấy thôi thầy cũng không rõ cái đấy tự chúng ta tự đặt cho một cái tên đi <laughs> đấy thế nhưng mà bây giờ thì đấy ví dụ như là mẹ con hay là bố con đấy mẹ dứt ruột mang nặng để đau nuôi con khôn lớn vừa đặt xuống hố một cái nó đã học theo gì người ta nó lấy hòn đá nó liệng mình rồi đau quá chứ đấy rồi một mình mình khi mà Vừa mới lúc nãy thôi, tất cả họ hàng con cháu nội ngoại thân bằng quyến thuộc bạn bè gần xa đến tiếng đưa khóc lóc và kể lễ. Đọc điếu văn thì hay lắm. Nó kể một trang dài về tiểu sử mình nói về bao nhiêu năm ăn ở chung sống với nhau này nọ kia vân vân. Này vừa đưa mình xuống dưới hơn mét đất nó thi nhau nó lấy đất lấy đá nó liệng mình rồi xong bây giờ vừa chôn xong một cái nó quay lưng nó bỏ về với nhau hết cười cười nói nói như là không có chuyện gì xảy ra đấy là nói những bạn bè đấy nhé những chiến hữu như thân bằng quyến thuộc đấy nhé thậm chí vừa đưa mình ra khỏi đồng nó vừa quay về nó đi vào quán rượu để nó uống gì uống rượu với nhau nó đã chúc nhau trăm phần trăm trăm phần trăm có không? Có luôn mà Xin thưa các vị có khi không chỉ những người bạn bè mà kể cả người nhà, người thân Vừa đưa tang xong về đến tối nó ngồi uống rượu với nhau nó đã chúc nhau Trăm phần trăm rồi Tôi không hiểu rằng con người với con người với nhau tại sao nó lại gì Giả dối đến mức độ như thế Nó lại bội bạc như vậy trong cái đám ma nhà người ta mà đi uống rượu chúc nhau trăm phần trăm đám cưới đám vui thì mới trăm phần trăm đám ma cũng chúc nhau trăm phần trăm vậy mà đảm bảo là cái văn hóa hay sao văn hóa gì cái chuyện đó đấy không phải là văn hóa văn hóa nó tùy từng nơi tùy từng chỗ tùy từng công việc ví dụ như là đám cưới như là mừng nhà mới hay là mừng tân gia mừng À, đôi vợ chồng mới sinh vân vân gì đó ăn mừng ấy thì chúc nhau trăm phần trăm nhà người ta có đám ma trong thì con cháu khóc ngoài ở sân thì trăm phần trăm tôi không hiểu những con người có trí tuệ bậc cao trong các loài động vật mà lại đi hành xử còn không bằng con con vật vậy à, thì thôi ăn uống thì không ai cấm nhưng mà chớ có chúc nhau trăm phần trăm trong cái đám buồn của người ta uống thì cứ uống ăn thì cứ ăn nhưng chớ có dơ nâng chén chúc nhau trong đám ma đám buồn của gia đình người khác nhớ nhé đặc biệt các cụ ông nhé lần sau đi đám ma ai có chúc mình mình dạ thôi ạ nhất định không nâng ly chứ đừng có nói là chúc nhau trăm phần trăm nâng ly mình còn không nâng đám buồn nhà người ta mà mình là con người chứ không mình là con thú đâu mà lại đi chúc nhau cái chúc đấy chỉ dành cho những cái gì sự vui vẻ động viên nhau thôi mới chúc nhau nâng ly nâng chén chúc nhau đó là phong tục tập quán thì nó phải đúng lúc đúng nơi đúng cái đối tượng thì mới làm như thế nó mới là văn hóa Mới là phong tục tập quán Khổ Cái này thầy được chứng kiến rồi Chứ không phải không các vị Chính cái năm mà Ông cụ nhà thầy mất năm 2002 Thầy rất là đau Đau là sao Ông cụ nhà thầy nằm xuống vẫn còn ở trong quan tài. Có hai ông chú Tức là em của bố thầy lại say rượu say say đến nỗi say nhớt, say không biết cái gì nữa luôn. Ở nhà bên cạnh thế nhà hàng xóm em mượn nhà hàng xóm để ăn gì? Để ăn cơm mà. Thầy nghe thấy tin đấy thầy buồn lắm, thầy sang thầy nói cho. Thầy sang tận nơi thầy nói cho hai ông chú. Thầy nói rằng người ta bảo là chết cha còn chú. Vậy anh của các chú bố của thầy vừa mất còn nằm ở đó hai chú vui gì mà lại đi uống rượu đến nỗi là say không biết cái gì như thế các chú thử động não xem thử suy nghĩ xem như vậy có xứng đáng cái câu người ta nói là chết cha còn chú hay không nói cho nhẹ nhàng nhưng mà thì rất là đau cho nên á, cái chú tư nhà thầy chú khóc chú bảo là thôi chú không nói là sư ông chú lại thôi kiểu ạ chú biết chú sai rồi tại mấy đứa bạn lâu ngày gặp nhau nó cứ chúc nó cứ ép cho chú uống cho nên chú không từ chối được thế thầy mới bảo là tùy theo từng cái từng việc từng hoàn cảnh anh em bạn bè gặp nhau mới có thể nâng chén chúc tục Ví dụ hôm nay là ngày vui Thì các chú say vô tư say thoải mái Sư ông cũng không nói gì Nhưng hôm nay là cái ngày đại tang Cái ngày buồn Anh của các chú mất Bố của sư ông mất Anh mất mà em lại đi Uống say như thế Người ta nhìn vào làm sao mà được Nói cho thì lúc đó khóc Không biết là khóc vì rượu hay là khóc vì hiểu mà thầy nghĩ là chắc cũng thấm luôn. Rượu lúc đó cũng phải gì? Phải thấm. Đến lời của thầy lúc đó thầy nói rất nhẹ nhàng. Mà nói gì? Nói vào đến tận tim, tận gan. Cho nên chắc cũng cảm động và khóc. Khóc cái dưng dứt ra cái nhận là thôi. Kiểu chú biết chú sai rồi. Chú biết chú sai. Thôi à, chú xin lỗi. Thế nghe chú ấy trong cơn say nói như thế rồi Thì thầy bảo thôi. À, Sư ông cũng không nói nữa. Nhưng mà từ giờ trở đi rút kinh nghiệm Rượu chè nó có phải là bổ béo gì đâu Uống rượu vào là bệnh tật đấy mà Đánh mất đi nhân tính mà Mấy anh em Từ bố sư ông cho đến các chú Người nào cũng vì nát rượu mà gia đình gì Không được hạnh phúc như người khác rồi Mình không lo thay đổi Không lo tu sửa bản thân thì làm sao có thể làm tấm gương cho con cái, cho các cháu sau này được. Con của mình không phục thì làm sao cháu của mình sau này nó phục được? Thôi say rồi thì đi ngủ đi. Thế là mà ở ừ, ở ừ, thôi thôi. Sang lúc đó lại bảo là thôi sứ ông nói thế thôi, tôi đi ngủ đây. Chú đi ngủ đây. Thế bảo đi ngủ đi. Ngủ bảo mai đừng có uống nữa. Thế quả thật ngày mai thấy gì? Thấy không uống thật. Mai thấy tỉnh táo từ đầu đến cuối để đưa gì đưa anh sang tận gì tận nơi ăn nghỉ cuối cùng xong về về xong đến tối lại mọi người à, à, ngồi ăn ông ấy không ngồi thế thì mọi mấy người bảo đi vào ngồi ăn đi rồi còn à, về thì về mà ở thì ở bảo là thôi thương anh quá không ăn được khổ nói <laughs> 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 bảo thương anh không ăn được cũng à, thôi được thế là cũng gọi là gì cũng giác ngộ được phần phần nào, xong thầy bảo là thôi, thế các chú cứ đi ăn đi, hôm à, nay đi cả buổi đi đưa bác cả buổi như vậy rồi thì mệt rồi thì cứ đi ăn đi, nhưng thôi đừng có uống say, thầy bảo không, chú sẽ không uh, uống từ giờ đến mai, từ giờ đến hết ba ngày là chú không uống, nữa. bảo hết có ba ngày thôi á, bảo thế thôi, khổ, đấy, những thói hư tật xấu những thói quen nó đã huân tập vào trong á à, a lại ra thức trong cái tàng thức của chúng ta rồi thực sự với các vị nó cũng khó bỏ lắm nhưng mà thôi cũng may là thầy để ý là cả buổi trưa và buổi chiều tối hôm đó thì không uống nữa say mỗi buổi tối hôm trước thôi hôm sau không uống và cho đến hết ngày rỗ ba ngày thì ngồi ăn cơm thôi không uống nữa còn sau đó thì về nhà thì lại đâu vào đấy. <laughs> Khổ lắm. Đấy, rượu chè nó làm cho con người ta mất đi nhân tính như vậy cho nên Đức Phật mới cấm gì? Trong năm giới có một giới Đức Phật cấm không được uống gì? Không được uống rượu. Cho nên các Phật tử chúng ta nếu muốn đi đi trên con đường giải thoát được đến bờ đến bến thì phải nghe theo lời Phật dạy. Rượu thì bình thường ra thì nó không phải là sai đâu. Nhưng mà khi say vào nó đánh mất nhân tính của mình nên nó lại thành sai. Đấy. Không có rượu chúng ta tỉnh táo thì mọi công việc chúng ta xử lý nó một cách nó chuẩn mực. Nhưng rượu vào rồi thì nó không còn chuẩn mực nữa. Say thì nó không chuẩn mực nữa. Ừ. Chính vì vậy Đức Phật mới gì? Mới cấm vậy. Đấy. Nên Thầy đang nói là gì? Đấy. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài nấm mộ mọi người vừa đưa xong chôn xong vùi lên mấy chục phân đất rồi mọi người quay lưng ra về thì còn lại nấm mồ hoang sáng tối một mình mình nằm chơi chọi ở trên đó thôi nếu mà chúng ta là gia đình theo phật hiểu phật thật sự thì con cái nó còn gì nó còn là đèn hương cúng bái cho đến hết bốn mươi 49 ngày. Còn những cái đứa con hay là gia đình mà vô đạo nó chẳng thể mà ngó ngàng gì coi như xong. Tức là đưa ra chôn ở dưới, Nó mộ coi như là xong. Về hết phim. Đấy. Cho nên trong kinh Địa Tạng ấy, có một cái đoạn chúng ta không biết tụng có nhớ không? Đến cái đoạn mà trong kinh Đức Phật nói thì có những trường hợp mà quỷ vương nói ấy, trong vòng 49 ngày Trong thời kỳ định nghiệp Là có những người sau khi chết đi Trong thời kỳ định nghiệp đó Không có ai gì Không có ai cúng bái Đèn hương Tế tự gì cả Cho nên những con người đó Bình thường trong cuộc sống Họ đã làm ác rồi Bây giờ chết đi Không có người cúng bái Không có người tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc Làm các việc thiện để hồi hướng cho Chính vì vậy đã khổ lại càng khổ thêm còn những người mà có quan hiền cháu thảo có người thân đó biết đến phật pháp một lòng một dạ trí thành trí kính tụng kinh niệm phật phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng cho người vừa mới khuất kia thì người kia trong kinh địa tạng nói bảy phần công đức thì người sống được mấy được sáu còn người chết được được một phần lúc đó xin thưa các quý vị được một của một phần trăm của cái một phần đó cũng quý chứ huống chi được một phần công đức thực sự là một phần công đức cũng gì quá đủ và cũng rất đủ và thậm chí là quá đủ cho những người vừa mới nằm xuống kia rồi đáng lẽ ra thì bị diêm vương ngục tốt đó, tra khảo đánh đập bắt phải khai ra những gì những cái việc làm sai quấy tội lỗi trước đây của mình nhưng may mắn có người thân ở trên này cúng bái hồi hướng công đức cho sám hối nghiệp chướng cho tâm của người mất kia cái lúc còn mạnh khỏe còn sống ở trên đời thì dưng dưng tự đắc ôi thì chết là hết thế mà làm gì có thế giới bên kia làm gì có gì có nghiêu đầu ngục tốt làm gì có thập điện diêm vương làm gì có à, à, tòa án ở dưới quái âm này vân v, v. À, vô thần vô thánh gọi là vô thần vô thánh nói như thế nhưng sau khi chết đi thì mới thấy gì hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ và lời nói lúc mình còn trẻ còn khỏe còn sống giờ phát ngôn như thế đến lúc đó mới thấy gì nghiêu đầu mã diện hiện ra trước mắt sành sạch lôi đi. Lúc đó mới hỏi rằng tôi có tội gì mà các ông lại bắt tôi như thế. Nghiêu đầu mã diện chẳng thèm nói gì. Lấy móc sắt ra quật cuộc cho một cái hoặc vào chân hoặc vào bụng hoặc vào đầu. Cứ thế nói gì? Nó lôi đi sành sạch. Nó cần gì phải giải thích đâu. Không cần phải giải thích các vị Đến lúc đó các vị không cần phải giải thích nghiêu đầu ngục tốt đó, la sát nghiêu châu đầu châu mã ngựa không cần phải giải, giải thích cho chúng ta giống như ở trên xã hội này thì còn là bảo là trước khi muốn bắt một người đó thì phải đọc gì đọc cái quyết định của tòa án của viện kiểm sát đó có nghĩa là ra cái lệnh bắt đó thì công an mới được bắt đọc lệnh xong thì mới được bắt mà khi mà đọc, đọc lệnh rồi á thì công an không cần phải giải thích thêm cho tội nhân đó là vì sao mà bắt tôi nữa đọc lệnh xong là bắt bắt xong đem vào trong giam vào trong cái nơi biệt giam đã, sau đó mới gì, mới điều tra. Đó. Đến lúc đó đã đọc xong lệnh bắt rồi thì chúng ta có hỏi công an là tôi không có tội. Các ông không có quyền bắt tôi. Có nói được không? Có cái được không? Ông có cái trời thì công an cũng còng số 8 vào tay chúng ta và lôi đi đã. Có tội hay không á hồi sau sẽ rõ chúng tôi chỉ biết thi hành công vụ đọc cái lệnh bắt tạm giam của viện kiểm sát rồi các đồng chí làm nhiệm vụ thế là nó lôi đi thôi cái người đọc đó mình có cãi đến đâu thì cãi cũng không không có cãi được không thể cãi được đúng sai hồi sau phân giải thế gian nó còn như thế còn diêm vương ở dưới kia sai nghiêu đầu ngục tốt la sát đến để lôi đi thì các vị nó không cần phải đọc lệnh cũng không cần phải phải hỏi vì mệnh của chúng ta đã hết rồi lôi đi thôi muốn giải thích xuống đó giải thích với diêm vương đối trước cái diêm la vương mà giải thích Chỉ trách nhiệm của nghiêu đầu ngục tốt không phải là để cho chúng ta giải thích Đấy. cho nên chúng ta thấy trong kinh địa tạng dạy rằng những người mà trong vòng 49 ngày vừa mới mất mà được người thân ở trên nhân gian mà cúng bái tế tự tụng kinh niệm phật cúng giảng chay tăng hồi hướng công đức cho thì gọi là công đức và may mắn vô cùng vậy có những cái trường hợp mà thầy cũng hình như đã kể ở trên sân tây mấy năm trước có một trường hợp là con dâu con gái mơ thấy mẹ chồng và mơ thấy mẹ mình về báo cho là gì báo báo cho là may mắn là gì xuống dưới kia vừa xuống dưới kia diêm vương ngục tốt nhìn thấy một cái bảo rằng người này không phải đi xuống đây vì sao vì lúc còn sống thường tụng kinh niệm phật mà đặc biệt là lúc ốm lúc sắp mất là gì con cái con dâu và con gái thì cùng nhau để tụng kinh địa tạng hồi hướng cho bà cụ khi bà cụ mất á con dâu con gái cùng nhau là gì mời các phật tử đến để tụng kinh địa tạng hồi hướng cho bà cụ cho nên bà cụ sau mấy ngày báo cho con cháu là mẹ sớm được đi vãng sinh về cõi lành. Cho nên là chúng ta thấy công đức tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng cho người đã khuất, đặc biệt là người mới mất trong vòng 49 ngày. Lợi ích vô cùng các quý vị. Và Thầy qua đó cũng khuyến khích rất nhiều các Phật tử có người thân mới mất đừng có sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần Mong cho người thân được siêu thoát không có đâu Mà khuyên các Phật tử nên gì Ăn chay tụng kinh niệm Phật Đặc biệt là tụng kinh địa tạng Trong vòng 49 ngày người với mất, vừa mới mất đó Hồi hướng công đức cho họ như trong kinh dạy Thì khiến cho người mất kia không bị ở cái nơi là gọi là mồ hoang xương lạnh kia vậy rồi uh, hai câu tiếp theo tổ nói thì nhìn thấy người như thế là đến mình thì sao vô thường đời trần ôi uh, thương thay hay là uh, thương uh, ôi mau tức là nói gì Nó nhanh lắm vô thường uh. đến với chúng ta đức phật nói thì chỉ trong hơi thở thôi mà các quý vị đó cho nên á uh, nhanh chóng lắm người đi rồi dần đến uh, phiên gì phiên ta đừng có cười người, rồi sẽ dần đến phiên ta thôi. Cho nên chương này tổ mới lấy cái để à, lấy cái để là nhan đề là để niệm Phật phải dự bị cho lúc lâm chung là như thế. Đó. Nhìn xa, nhìn xưa xa vời trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng. Hai câu này ý nói là gì? nói là nghìn xưa xa vời trong mông lung tức là nói nói xa là nói về gì? nhiều đời nhiều kiếp trước của mình hay là nói về ông bà tổ tiên của mình nói về đất nước đất nước dân tộc mình vân vân nó xa vời nó mông lung lắm cho dù lịch sử hiển hách đến đâu cũng chẳng giúp gì được cho chúng ta ngay trong cái giai đoạn giây phút là lâm chung ấy cho dù là tiền tài của cái chức tước cái danh vọng tiếng khen có đến đâu thì cũng không giúp ích gì cho chúng ta trong cái giây phút sinh tử lâm chung ấy cho dù là con cháu người thân bạn bè chiến hữu có ở đầy bên cạnh chúng ta cũng không giúp ích được gì cho chúng ta trong cái giây phút sinh tử lâm chung ấy duy chỉ có gì thầy tổ bạn bè đồng tu ở bên cạnh chúng ta chợ duyên niệm Phật gọi là chợ gì chợ niệm á lúc đó là giúp được chúng ta thôi cho nên thầy rất là tán thành và khuyến khích động viên khen ngợi công đức các Phật tử đi chợ niệm nhưng mà đi chợ niệm phải chợ niệm đúng như pháp đấy chứ không phải là chợ niệm mà để lấy danh lấy tiếng rồi sau đó là gì Lại có lợi trong đó là lại sai đấy Nói là Tài hoa đó à, Cũng gì? cũng à, Về cái nơi à, vô cùng mà thôi Tức là cũng trở thành gì Rỗng không mà thôi Trở thành à, trắng tay mà thôi Các vị nghĩ đi Ở Việt Nam chúng ta Một hai năm nay cụ tổng cụ chỉ đạo rất sát sao trong cái vấn đề phòng chống tham nhũng đúng không tiền tài của cải có thể nói là gì giàu thuộc top 10 của việt nam có hàng trăm hàng nghìn hàng nghìn nghìn tỷ nhưng uh, bây giờ chúng ta thấy thế không? lúc còn uh, ở bên ngoài thì uh, tiền hô hậu ủng kẻ vâng uh, người dạ ai gặp cũng phải uh, Kính để phải khiêm nhường đôi ba bảy phần. Nhưng bây giờ thì vào trong nhà đá rồi. Có mang cái tiền vào đấy để tiêu được không? Có tự mang thức ăn ngon vật lạ vào đấy để dùng được không? Cũng không luôn. Có kẻ hầu người hạ nữa không? Có kẻ rua nỉnh nữa không? Cũng không luôn các quý vị. Đấy cho nên ở đây mới nói là gì? tài hoa tan về nơi vô cùng bao nhiêu cái tài hoa cái giỏi giang bao nhiêu cái gọi là cái tiếng tâm lẫm liệt một thời cũng trở thành hư vô tan thành khói bụi các quý vị đấy cho nên trong kinh đức phật dạy là duy chỉ có gì có đạo đức có nhân phẩm có cái đạo đức cái nhân phẩm nó mới tồn tại lâu dài cho dù chúng ta có chết đi nhưng cái tiếng thơm vẫn còn đi còn lại lâu dài mãi mãi ở đời cho dù chúng ta có chết đi nhờ cái đạo đức cái nhân phẩm nhân cách khi còn sống chúng ta thực hành chúng ta tu tập ấy chúng ta nhắm mắt ra vừa nhắm mắt xuôi thay vừa nhắm mắt xuôi tay chư thiên các quái trời dục giới sắc giới vô sắc giới đã gì thi nhau đến để đoán rước chúng ta rồi nếu chúng ta không niệm Phật không phát nguyện vãng sinh về quái Phật thì chư thiên quái dục quái sắc quái vô sắc gì thi nhau đến đoán chúng ta rồi nếu không có đạo đức không có nhân cách nhân phẩm cao thì làm gì chư thiên đoán chúng ta về làm gì đấy. cho nên sống ở đời tài hoa nếu mà không dùng đúng chỗ không đặt đúng nơi thì cũng trở thành vô nghĩa sau khi nhắm mắt xuôi tay vậy còn nếu chúng ta dùng đúng nơi đúng chỗ thì không lo gì không có chỗ dựa sau này chúng ta thấy trong câu chuyện về ngài trưởng giả cấp cô độc thời Đức Phật còn tại thế ngài trưởng giả cấp cô độc rất giàu có sau khi qua ông thông gia biết được Đức Phật liền rất hoan hỷ tới nơi cung kính đỉnh lễ chiêm bái Đức Phật thỉnh đức phật về đất nước của mình để xây dựng tinh xá để cúng giảng phật bỏ ra bao nhiêu tiền tài của cải vật chất để xây dựng tinh xá cúng giảng phật xây dựng tinh xá kỳ viên đó và chúng ta thấy khi ông ốm ông sắp mất thì đức phật uh, sai uh, các đệ tử lớn như là xá lợi phất mục kiền liên và a nan uh, đã đến thăm đến uh, thăm thì uh, xá lợi phất mới uh, hỏi rằng á uh, bệnh khổ như thế này tâm mông có thoái không các cô độc bạch bạch với uh, xá lợi phất tôn giả là gì dạ thưa tôn giả con uh, tuy thân bệnh nhưng tâm con gì không có bệnh và con luôn luôn uh, giữ chọn cái niềm tin vào chính pháp uh, của đức thế tôn tin vào những lời dạy của đức thế tôn một cách tuyệt đối không có một chút uh, hoài nghi cả đời uh, con làm phúc tu thiện cúng dàng tam bảo hộ trì chính pháp của đức thế tôn nay thân con bệnh quả thật con biết rằng đây là do cái nhân nhiều đời nhiều kiếp về trước con tu chưa tới bờ tới bến chưa tới nơi cho nên nay mới chịu cái quả báo gì thân bệnh như thế nhưng lòng con thì luôn luôn cung kính và biết ơn đức thế tôn và biết ơn tam bảo thân con bệnh khổ nhưng mà tâm con luôn ở trong gì ở trong định tứ thiền chúng ta thấy không thân bệnh nhưng mà tâm luôn ở trong gì trong định tứ thiền tức là không có nghĩ tới bệnh đau mà tâm luôn ở trong gì trong định tứ thiền chứ không phải là sơ thiền nhị thiền tam thiền đâu mà luôn ở trong gì trong tứ thiền tôn giả xá lợi phất nghe trưởng giả cấp cô độc như vậy nói như vậy liền là rất là hoan hỉ và tán thán nói rằng ở trên đời này gặp bệnh khổ mà vẫn giữ được cái tâm an định chính trực như vậy quả thật là hiếm có vậy làm mà vô số công đức nhưng khi bệnh tật không có một chút gì nghi ngờ giáo pháp lời dạy của đức thế tôn tại sao mình làm công đức làm việc thiện cả đời mà đến cuối đời mình là ốm đau bệnh tật khổ sở thế này không có một chút than vãn vì biết rằng nhân nào quả đó nay mình gieo nhân thiện thì quả báo tốt mình sẽ hưởng gì về sau còn kiếp trước mình gieo nhân ác thì đời này mình phải trả nốt cái một chút là dư báo ác ở đời trước đi cho nó xong đấy chúng ta người tu hậu học chúng ta phải quán chiếu và phải hiểu thật rõ được gì? cái điều đó thì chúng ta mới không bị nghi ngờ không bị thoái tâm khi không may sau này có ốm đau bệnh tật Đức Phật nói có thân là có bệnh chúng ta đừng có sợ bệnh mà gì mà lại thoái tâm tu mấy mấy năm trước có Phật tử ở trong trường một đạo tràng của chúng ta này này ở Hà Nội Trước đó đã theo đạo tràng Pháp Hoa và tụng kinh Pháp Hoa bao nhiêu năm nay. Rồi cũng theo lên đạo tràng tỉnh Tông của Hội Việt Nam chúng ta cũng mấy năm rồi. Nhưng khi gặp bệnh khổ, tụng kinh Pháp Hoa hồi hướng cũng không khỏi bệnh. tùng tụng kinh Thầy bảo tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cũng chỉ thấy đỡ được chút xíu, cũng không thấy không khỏi khỏi bệnh. Thế là về có mấy người bạn rủ đi sang học Pháp Luân Công, thế là học pháp luân công sau thì học pháp luân công được mấy tuần mấy tháng thì cảm thấy nó thân thể nó gì nó khỏe ra cho nên về dần dần là gì à, đi học pháp luân công bỏ tụng kinh bỏ niệm phật bỏ dẫn chúng đạo tràng rồi dần dần là theo hẳn bên kia và đem trả hết gì kinh sách phật giáo về cho đạo tràng cho các phật tử và theo hẳn ở bên kia luôn đấy gọi là gì thoái bồ đề tâm vì một chút bệnh nhỏ mà không vượt qua được Thì làm sao đòi thành Phật được các quý vị Đúng không? Một chút bệnh khổ Dư báo ở kiếp trước Chúng ta không không trả Định đòi ăn quỳt thế sao Bệnh tật Có nhiều loại Nhưng có một loại Thầy xin nói thật với các quý vị Có loại bệnh nó do gì Oan gia trái chủ tạo thành Nghe câu chuyện của viên án và tiểu thố Ở trong uh, uh, kinh thủy sám chưa Nghe rồi đúng không Đấy Bệnh đấy là gì Bệnh do gì Oan gia trái chủ tạo thành Tức là nợ ở kiếp trước đó. Thì chúng ta phải gì Phải tu tập có công đức Để vượt qua để trả cho họ Nay chúng ta cho cho dù có luyện Thể dục thể thao Có uống uh, thuốc tiên Khỏi bệnh Thì cái nợ đấy vẫn chưa trả hết vậy Quan trọng nhất là phải trả hết nợ Bệnh khỏi mà nợ chưa hết Thì bệnh khỏi lúc này Lúc khác thì Nó vẫn đến đỏ Cho nên chúng ta thấy tôn giả mục kiền liên gì Hoan hỷ trả nợ Xả bỏ báo thân trước khi Nhập Niết Bàn Ngài An Thế Cao Hai lần sang Trung Quốc để gì Để trả nợ ở sát thân Sang lần thứ ba Thì mới thành tựu đạo nghiệp của mình chúng ta thấy các bậc tổ sư các bậc thánh tăng a-la-hán còn phải đi trả nghiệp cơ mà rồi nhị tổ tuệ khả của thiền tông người trung hoa đắc đạo thành tổ rồi nhưng cuối cùng ngài gì ngài thấy là vì trước đây trước khi xuất gia ngài là một vị đại tướng quân giết giặc quá nhiều giết không biết bao nhiêu tướng và binh lính của giặc đối phương cho nên sau này xuất ra thành tổ rồi Vẫn bị những cái người gì Người thân, người quân nhân Mà trước đây bị tổ gì Còn tham gia quân đội đã giết chết đã Tướng giết chết người thân người ta Sau này đất nước giải phóng rồi Hòa bình lập lại rồi Tổ xuất ra đi tu rồi Nhưng nó vẫn tìm nó để nó gì Nó báo thù Và tổ lúc đó gì Biết được oan oan tương báo không biết bao giờ cho trả được cho nên tổ quyết định là gì không dùng thần thông không dùng công đức không dùng thế lực không dùng các mối quan hệ của mình để bắt những cái người muốn giết tổ kia mà tổ sẵn sàng ngồi một nơi vắng vẻ ở trong tỉnh thất của mình mở cửa ra để cho nó vào này nó giết tổ nó giết không chỉ giết bình thường nó còn băm vằm tổ ra thành gì nhiều mảnh nữa nó cắt mất đầu của tổ đi nữa Chúng ta thấy không? Tổ vẫn hoan hỉ Trả nợ Nó lấy mất đầu của tổ đi Cho nên riêng thì Nhục thân của tổ Nhị tổ tuệ khả đại sư lúc viên tịch ấy, Là không có đầu Vì sao? Vì khi còn ở trong chiến trường Ngay tại kiếp đó Tổ đã gì? Chém đầu không biết bao nhiêu tướng Tướng giặc chiến tranh mà chiến tranh lưỡng quốc đánh nhau lưỡng quốc tức là hai nước đánh nhau thì đương nhiên lúc đó tuệ khả làm đại tướng quân ra xa trường nếu không chém giặc thì giặc sẽ chém mình nhưng chém vô số đầu giặc sau này đất nước giải phóng tổ xuất ra nhưng những người thân của tướng giặc ấy vẫn gì vẫn tìm cách để báo thù và cuối cùng chúng ta thấy tổ cũng phải gì? trả cái nợ cuối cùng đó là đem toàn bộ thân thể của mình để trả nợ và kết quả là gì cho người ta chém và người ta xách đầu của tổ đi nơi khác treo ra ở ngoài gì cổng thành chúng ta thấy nếu như chúng ta là người học đạo chúng ta không có cái tín tâm kiên cố không có niềm tin sâu sắc và không có trí tuệ để hiểu sâu về giáo lý nhân quả của đức phật chúng ta rất dễ thoái tâm cho nên trí tuệ là số một đối với người học phật chúng ta có trí tuệ chúng ta mới gì mới học và mới hiểu được đến tận những cái chỗ uyên áo của gì của giáo lý phật đà còn không chúng ta lơ tơ mơ là gì à, rất dễ bị bị người ta dắt mũi dễ bị thầy tà bạn xấu gì lôi cuốn để chúng ta đi xin thưa các quý vị thầy mạt pháp là thầy tà nhiều lắm nhìn bên ngoài nó giống như là thật nhưng mà thực tế gì nó là đang hành tà đang hành tà đạo cũng là tăng cũng đổi tròn áo vuông cũng cả xa áo thùng thậm chí là chân đất đó, đầu đội trời chân đạp đất sống như thời đức phật đó. nhìn hình tướng bên ngoài nó giống như thế nhưng mà cái hành xử cái pháp học pháp hành và pháp tu của họ nó lại ngược lại với lời phật dạy lời tổ giảng cái này chúng ta phải có trí tuệ mới gì nhận biết được không có trí tuệ thì không thể nhận biết được vẫn cứ tung hô đấy là gì là cao tăng là đắc đạo là bậc long tượng của phật giáo ở việt nam <laughs> chết toi rồi <laughs> đấy cho nên trí tuệ là số một ngày xưa chúng tôi đi học ở đức Đế tam pháp chủ giáo và giáo việt nam cụ làm hiệu trưởng của trường trung cấp phật học tỉnh hà tây ấy. cụ treo lên ở trên đó, bục giảng trên cái bảng đen trên cái bảng là một cái tấm hoành phi đích thân cụ viết bốn chữ đích thân cụ viết bốn chữ ở trên đó duy tuệ thị nghiệp đấy cụ viết bốn chữ đích cái chữ đó là đích thân do tay đức pháp chủ đệ tam cụ viết cụ bảo làm hoành phi treo lên lại trên đó bốn chữ duy tuệ thị nghiệp có nghĩa là chỉ có trí tuệ Mới là sự nghiệp của ghê Sự nghiệp của người tu chúng ta Mà trí tuệ ở đây phải trí tuệ thật sự Trí tuệ gì Trí tuệ sáng suốt Trí tuệ vô lộ của Đức Phật dạy cho chúng ta Thì không phải là trí tuệ theo những kiểu Thế trí biện thông của thế gian đâu Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đấy Học Phật mà không có trí tuệ, không có niềm tin sâu sắc và không có cái sự nhìn nhận về nhân quả một cách là gì? Là, là, là chuẩn xác, chuẩn chỉ, đúng mực thì chúng ta rất dễ bị thoái tâm trong cái cuộc sống này trong cái sự tu tập hành đạo này Rồi Tổ nói tiếp gì? Luân hồi không cầu đường siêu thăng dù cho hiền minh sao anh hùng tổ nói là ở trong con đường luân hồi lục đạo này nếu không cầu siêu thăng tức là không cầu giải thoát mà cụ thể ở đây ý tổ muốn nói không cầu về tây phương cực lạc á thì cho dù là bậc hiền minh quân tử ở thế gian cũng không thể gọi là đích thực là anh hùng vậy vì sao chúng ta thấy Tào Tháo lấy danh nghĩa là gì? là diệt đồng trác khôi phục nhà Hán nhưng khi diệt được đồng trác rồi thì lòng tham không muốn giao hết binh quyền cho gì cho con cháu nhà Hán tự mình lại gì lại nắm binh quyền trong tay chẳng khác gì đồng trác vậy rồi sau này còn tự mình gì tự mình đoạt mất ngôi vua và xưng vương xưng đế chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy gì lưu bị là con cháu hoàng thất nhà hán không chịu được cho nên mới khởi binh với gì mới tạo phản mới muốn diệt là tào tháo muốn phù nhà hán nhưng khi nắm được binh quyền trong tay cũng không muốn gì muốn lập uh, hoàng thất nhà hán nữa mà cũng tự mình xưng gì xưng vương uh, xưng đế ngô tôn quyền uh, cũng thế cũng lấy danh nghĩa là gì là diệt uh, tào tháo và diệt uh, lưu bị vì uh, không uh, giữ uh, chữ tín với nhà hán rồi uh, cuối cùng uh, cũng xưng vương xưng đế cho nên là lúc đó trong lịch sử Trung Quốc mới mới gọi là lịch sử gọi là gì Tam Quốc đó. Tam quốc tức là ba nước là như thế đó. quyền lực đến trong tay không mấy ai mà gì mà trở thành bậc anh hùng xuất chúng được đâu Thế còn ở Việt Nam chúng ta chúng ta thấy có hai vị đại tướng quân rất là giỏi một là gì? Là hưng đạo đại vương <laughs> Khi mà lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất Lần thứ nhất là quân quân Mông Mông Cổ đó Lần thứ hai, lần thứ ba là nhà Nguyên Lần thứ nhất là quân Mông Nhưng mà chúng ta nói nó thuận rồi Gọi là quân Nguyên Mông Thực tế nói đúng là phải quân Mông Nguyên Đấy nhé Mông cổ lần đầu thì lần đầu đánh tan quân giặc Mông á, thì do Trần Thái Tông là vua và Trần Hưng Đạo là gì, đại tướng quân. Sau khi đánh tan quân giặc Mông lần thứ nhất, thì tiếng tâm của của Trần Thái Tông và đặc biệt là Trần Hưng Đạo là vị đại tướng quân chỉ huy đại quân của đại việt chúng ta lúc đó thì tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng khi thắng giặc rồi thì chúng ta thấy thì cái chức vụ cao nhất của quân đội không giao cho Trần Hưng Đạo mà lại giao cho Trần Quang Trần Quang Khải. chúng ta thấy nhé. Lúc đánh tan quân giặc nhà Mông đầu tiên thì nói nói đúng hơn là cái người mà chỉ huy quân đội và thực chiến công lao hiển hách nhất là Trần Hưng Đạo. Còn tổng tư lệnh chỉ huy tất cả toàn quân dân kháng chiến lúc đó là Trần Thái Tông là vua. Đương nhiên rồi. Nhưng còn cái người chỉ huy trực tiếp các trận đấy là Trần Hưng Đạo. Nhưng khi đánh tan rồi thì chúng ta thấy Trần Thái Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Phong cho Trần Thánh Tông làm vua. Nhưng khi đó không phong cho Trần Hưng Đạo làm Đại tướng quân. Mình bây giờ gọi là Bộ trưởng Quốc phòng đó. Không phong cho đức trần hưng đạo là bộ trưởng quốc phòng mà lại phong cho đó, trần quang khải là em làm đại tướng quân thống lĩnh toàn quân mình gọi là nôm na là bộ trưởng quốc phòng à, nhưng mà chúng ta thấy chính vì vậy cho nên giữa gì giữa trần quang khải và trần hưng đạo có cái sự xích mích với nhau không bằng lòng nhau. Nhưng mà vì là cũng là anh em con chú con bác, Trần Quang Khải là con ông bác, còn Trần Hưng Đạo là con ông ông chú. Cho nên á cũng không thể nào mà à, các cụ người xưa nói loạt sàng xuống nia mà con chú con bác. Chính vì vậy mà không bằng lòng cũng gọi là gọi là à, ở trong lòng thôi, chứ còn à, các cụ người xưa nói không bằng lòng thì cũng phải bằng mặt vì đều là gì à, những cái cây cao bóng cả trong triều đình à. cho nên không thể uh, bên ra bên ngoài thì vẫn coi như là ấy. nhưng mà thực tế là gì là không uh, không không uh, bằng lòng nhau đâu mà cho đến khi mà trần ở thái tông uh, mất trần thánh tông lên ngôi có người uh, Vị tướng quân thân cận bên cạnh của Trần Quốc Tuấn, à, của Trần à, Đức, của Trần Hưng Đạo, của Trần Hưng Đạo và con trai của Trần Hưng Đạo, suối cha mình là gì? Lật đổ Trần Thánh Tông để lên làm vua. Trần Hưng Đạo mắng con trai của mình và mắng cái viên đại tướng quân trung thành và giỏi giang nhất bên cạnh mình nói là không bao giờ được có một cái ý nghĩ này trong đầu chứ đừng nói là nói ra mồm nữa và ngài phạt đứa con trai của mình đánh đứa con trai của mình 20 20 triệu thật đau máu me bê bết ra mà bảo là còn từ không cho đến gặp mặt nữa cơ nói cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi nghĩ đến cái chuyện là tiếm quyền cướp ngôi quân ra quân thần ra thần Trung nghĩa báo quốc không có được rồi tơ hào đến là danh lợi đấy mới là gì tôi chung với vua đấy mới gọi là chung quân ái quốc vân vân cho nên Trần Hưng Đạo xử phạt cái viên tướng của mình nặng nề và đặc biệt là đứa con trai của ngài đánh cho hai mươi triệu máu me bê bết ra còn cấm không cho đến gặp mặt nữa cơ. từ đó không cho đến gặp mặt nữa cơ. và sau này nhưng mà khi chúng ta thấy quân giặc nhà nguyên ầm ầm kéo sang bờ cõi thôn tính định san phẳng đất nước chúng ta đến lúc này vua tôi nhà trần và nhân dân đại việt chúng ta lúc bấy giờ cần phải có sự đoàn kết nhất trí một lòng một dạ như đôi đũa với bó đũa với nhau thì giặc không thể bẻ được giặc nếu mà chia ra thì từng chiếc đũa từng đôi đũa thì giặc nó bẻ sạch luôn nhưng cả một bó đũa chùm lại thì giặc không thể bẻ được vậy cho nên chúng ta thấy lúc đó trần hưng đạo với cương vị là người có uy tín nhất trong quân đội của đại việt lúc bấy giờ nhưng mà cái người nắm thực cái cái người nắm quyền thực sự trong quân đội thì lại Trần Quang Hải. <laughs> Đấy. Cho nên á vì cái đại nghiệp chung của quốc gia dân tộc đất nước. Chính vì vậy mà Trần Hưng Đạo đã tới mời Trần Quang Hải đến phủ của mình để để thăm để để chơi. Bích thân mời gì, anh mình, anh là anh con ông bác mà là cấp trên à, trong quân đội là trong uh, triều đình là cấp trên trong dòng họ thì là con nhà anh, <laughs> tức là ông con nhà ông bác, mình là con ông chú. À, nhưng mà tất cả những cái hiểm khích trước đây đều gạt bỏ hết. Mời uh, đến nơi thăm và trần uh, hưng đạo sai uh, người thân của mình. ạ. Uh, đun một nồi nước tắm thơm thế một đôi đun một nồi nước tắm nhưng mà đun là lá thơm á và mời anh vào tắm rồi trần hưng đạo vào tận nơi để dùng khăn để cọ lưng cho cho anh trong quá trình tắm cọ lưng cho anh đó hai anh em nói chuyện với nhau và trần quang khải rất cảm động nói rằng từ trước đến nay bao nhiêu công lao hiển hách của em ta biết hết nhưng vì vì cái cục diện chính trị quốc gia dân tộc đất nước nó phải như vậy em nên hiểu cho anh em bảo rằng em hiểu chứ chính vì em hiểu cho nên em mới gì mới đánh gì đánh thằng con nhà em thì hai mươi hai mươi triệu vì cái tội là gì xúi bố mưu mưu phản chúng ta thấy cho nên anh em lúc đó mới tâm sự trải lòng hết với nhau bao nhiêu những cái gì hiểu lầm nhau hoặc những cái gì chưa bằng lòng nhau vì tiền nhân để lại nhưng mà đến lúc đó vì giặc ngoài quá mạnh cho nên thủ trong cũng không thể nào mà giữ được, phải bỏ hết những cái thủ trong cho dù lớn hay dù nhỏ đều phải bỏ hết. Vì vậy mà chúng ta thấy qua cái lần em đích thân đun nước tắm và cọ lưng cho anh ấy, thì hai anh em giải hết với nhau và bắt tay nhau và mới dẫn đến cái chuyện mà đánh tan quân giặc nhà Nguyên lần thứ hai. Lúc này là Trần ở Nhân tông là còn còn bé nhá. Còn làm à, thái tử thôi. Và lần thứ hai thì đích thân là gì? là Trần Thánh Tông và Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải là như là gì? là cái đỉnh ba chân ấy. Trần Thánh Tông là vua, Trần Quang Khải là lúc đó là tổng cái chỉ huy quân đội. Mình bây giờ thì có thể phải gọi là thủ tướng thì đúng hơn. Đúng ra lúc đấy là Trần Quang Khải cái chức của cụ lúc đấy là ngang với cái chức thủ tướng Việt Nam bây giờ vì chức thủ tướng là gì là cũng uh, quản lý các bộ ngành còn uh, Trần uh, hưng Đạo này là như bộ trưởng quốc phòng bây giờ à, không rõ là nó có tương đương như thế không mà lấy cái ví dụ nó sơ sơ như thế chúng ta có thể dễ hiểu thôi Còn nếu mà lúc đó mà gì mà bảo là Trần Quang Khải không phải ngang với chức thủ tướng bây giờ thì chỉ là cái bộ trưởng quốc phòng thôi nếu mà trần quang khải là chức bộ trưởng quốc phòng thì trần hưng đạo chỉ là gì là gọi là 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 cái gì nhỉ gọi là tổng tham mưu trưởng của quân đội thôi kiểu như thế Đó. nếu mà nâng trần quang khải lên chức thủ ngang với chức thủ tướng còn vua như là tổng bí thư thế thì uh, trần quang khải như chức thủ tướng còn uh, trần hưng đạo như uh, chức uh, bộ trưởng quốc phòng bây giờ thôi cái đấy thì chúng ta cũng gọi là nói ra để biết vậy thôi chứ cũng không có phải đi cãi nhau về cái chức tước tương đương với cái gì để cho nó mệt người thế đại khái thế đấy chúng ta thấy việt nam chúng ta cái người mà đối trước á uy quyền đối trước những danh vọng nhưng mà không để cho gì mình vượt qua cái tầm kiểm soát cái lòng ích kỷ của mình và luôn nghĩ cho dân tộc nghĩ cho đất nước nghĩ cho quốc gia nhất định không không khởi binh tạo phản, đó là Trần Hưng Đạo. Và thế kỷ thứ mười chín, đất nước chúng ta lại sinh ra một vị tướng tài ba đó là đại tướng võ nguyên giáp. Có thể nói là một học trò cưng nhất của chủ tịch hồ chí minh, tài ba lỗi lạc xuất chúng đạo đức thì hơn người có thể nói như thế chỉ là kém gì kém uh, chủ tịch hồ chí minh gọi là một chút xíu thôi tức là thầy với trò thôi thầy với trò thôi chứ còn một con người có thể nói là cực kỳ giỏi trong vấn đề cầm binh nhưng sau uh, khi đất nước uh, chúng ta hoàn toàn giải phóng chúng ta thấy không Lúc đó thì thầy cũng có mấy một số các bác tướng lĩnh trong quân đội về hưu cũng hay đến chùa ngồi tâm sự để kể những câu chuyện của các cụ ngày xưa mà đặc biệt cái câu chuyện nhà, nhà binh thì thầy có một cái duyên nào đó thầy rất thích nghe. À mặc dù là người xuất gia nhưng mà ngồi nghe những câu chuyện đó thì nó có một cái duyên nào đó thì thầy mới nghĩ chắc là kiếp trước có kiếp mình cũng làm vua, có kiếp mình cũng làm tướng à. Cho nên là nói đến cái chuyện đó là Nói đến cái gì là biết cái đó Đặc biệt là chuyện nhà binh Nói đến đâu là à, Tiếp thu đến đó rất là nhanh Cho nên ngồi thầy ngồi nói chuyện với các cụ cựu chiến binh ấy Thì thôi các cụ mê tít thò lò luôn Ngồi nói chuyện với các cụ mà quân đội hay các cụ công an gì đó thì Mà về hưu hay kể cả những người đang đương chức đương quyền Mình ngồi nói chuyện người ta luôn cảm thấy là gì Mình như là một người bạn à, Của người ta người ta không cảm thấy là có cái sự cách biệt ngăn che phòng bị giữa là một cán bộ quân đội một cán bộ nhà nước với một gì một vị xuất gia chức sắc tôn giáo xin thưa các vị có những vị chức sắc tôn giáo ngồi nói chuyện với các vị cán bộ nhà nước họ luôn luôn về phòng phòng là sao nói chuyện về ông tôn giáo này không khéo nó đưa mình vào bẫy rồi mấy hôm sau nó đưa mình lên mạng mình chết toi <laughs> kiểu thế nhưng mà không với mình thì ngồi nói chuyện thì người ta rất yên tâm cần nói chuyện phật pháp thì mình nói chuyện phật pháp cần nói chuyện là chính trị quốc gia nhà binh thì mình cũng thuận lòng để nói chuyện chuyện chính trị quốc gia nhà binh với họ cho nên họ thấy thì rất là yên tâm chính vì vậy mà có một số các cụ gọi là cấp cao trong quân đội về hưu sau này các cụ mới nói thậm chí có những người làm trong cái ngành kỳ cựu của ngành gì tình báo ngành tổng cục hai của mình các cụ nghỉ hưu các cụ uh, lên chùa các cụ ngồi uống nước các cụ uh, kể các cụ nói những cái câu chuyện gọi là không có ở trong sử sách không được viết ra trong sử sách mà đấy là con người thật việc thật người ta kể người ta bảo cái lúc mà uh, lúc uh, ép cụ ép cụ đến đến cái, phải làm cái chức gì các vị biết không cái chức gì quản lý gì dân số kế hoạch hóa gia đình anh em trong quân đội nó bất mãn một người anh cả của quân đội nhân dân việt nam một cái thần tượng ở trong lòng họ mà bị sắp làm gì sắp làm đi kế hoạch hóa gia đình nó đau chứ xúc phạm á nhưng chúng ta biết là gì lúc đó cũng là để xem xem cụ có giống như giống như gì lã bố hay không có giống như hàn tín bên trung quốc hay không các cụ làm chính trị người ta thâm lắm nếu mà lúc đó chỉ cần cụ mà gì ho he một cái nó cho giống như lã bố ngay cho giống như hàn tín luôn chúng ta biết hàn tín rất giỏi đúng không rất giỏi nhưng mà khi mà chỉ cần uh, có cái uh, Ý đồ mưu phản một cái, liền là Vô Hán lúc bây giờ liền là lấy cớ đó và diệt Hàn Tín luôn. Chúng ta thấy không? Lá bố rất là giỏi, nhưng mà thấy ý đồ một cái là gì? Cũng bị à, diệt ngay. Đấy, đấy là quân bài chính trị như thế. Nhưng mà cụ biết, mấy anh em, các bác, các cụ trong quân đội, lúc đó về mấy cụ ngồi ăn cơm nói chuyện chúng tôi bảo lúc đó anh em trong quân đội nó bất mãn thậm chí nó đến nó thưa với cụ là chỉ cần cụ đồng ý chủ trương thôi máy bay xe tăng về chật các cửa ngõ thủ đô hà nội ngay chỉ trong vòng một ngày thôi máy bay xe tăng về chật cửa ngõ các thủ đô hà nội luôn đưa cụ lên ngôi vị cao nhất luôn cụ cấm luôn cụ chửi luôn và cụ bảo chúng mày mà còn nói ra một lời nào như thế này nữa chúng mày đừng bao giờ đến thăm tao đấy như thế cơ mà con người quang minh chính đại như thế đối trước là danh vọng đối trước tiền tài của cải đối trước chức tước địa vị người ta coi như coi như áng mây bay qua bầu trời coi như nhạn quá trường không chúng ta thấy không Đấy, người tu chúng ta phải học các cụ nhiều nữa đấy kể cả chúng tôi thì cũng còn phải học 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 nữa và học mãi học nhiều ở nơi những bậc anh tài kiệt xuất đó. không chỉ ở trong giới phật đâu mà cả ở ngoài thế gian có những điều người ta làm được làm tốt làm rất rất tốt mình chưa làm được thì cũng phải học theo người ta chứ đừng vô ngực ta đây và mình là sư rồi mình là thầy rồi mình là thầy của trời người rồi phật mới là thầy của trời người mình là thầy trời người khỉ gì đâu mà đòi làm thầy trời người đúng không làm thầy mấy bà vãi còn chưa xong chứ đấy giảng trước cái quên sau làm thầy mấy bà vãi chưa xong Người huống chi làm thầy trời người đúng không <laughs> đấy đúng rồi đấy cho nên còn phải học như yêu không vỗ tay lần này là đúng nhưng mà chỉ có vài người dám vỗ tay thật mà các thầy cũng còn phải học nhiều các quý vị học cho bao giờ đến thành phật cũng có, vẫn còn phải gì phải học Đó. thành phật rồi vẫn còn phải học học để làm gì học để độ vô số chúng sinh càng cường ở khó độ khác cho nên ở đây nói gì thầy kể hai cái câu chuyện của hai vị gì anh tài kiệt xuất của quốc gia chúng ta đấy Gọi là anh hùng. Các cụ ngày xưa nói anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân. Nhưng các cụ gì? Ải mỹ nhân là chuyện bình thường. Ải của thế lực. Ải của đồng tiền. Ải của cái danh vọng. Nó còn hơn ải mỹ nhân rất nhiều. Nhưng mà các cụ gì? Vượt qua một cách gì? nhẹ nhàng. Thế thì mới được gì? toàn dân yêu kính. Ví dụ như cụ Trần Hưng Đạo cụ đã mất gì? Hơn 700 năm nay, 700 năm nay rồi, đúng không? Thế mà nhân dân vẫn gì? Tôn thờ cụ như là một vị vị thánh, một bậc thánh của dân tộc, vị anh hùng của dân tộc. Mà cho đến hàng mấy trăm năm sau thế giới phải đưa cụ vào là một trong những vị tướng tài của thế giới. Đúng không? Cả thế giới được có mấy vị tướng tài thì Việt Nam chúng ta được mấy? Được hai mất rồi. Trung Quốc một đất nước rộng lớn như thế hàng tỷ dân như thế hàng bốn đến sáu nghìn năm lịch sử như vậy chưa có được một vị tướng tướng tài của thế giới không biết các vị học lịch sử có phải thầy nói như vậy có đúng không đúng không đúng mà một đất nước việt nam nhỏ bé của chúng ta trong lịch sử được hai vị tướng tài và hình như là hai doanh nhân văn hóa thế giới nữa đúng không đó là Cụ Nguyễn gì nhỉ? Nguyễn Trãi. Có phải Nguyễn Trãi không? Và cụ gì? Cũng cụ cũng cụ Nguyễn luôn. Hai doanh nhân văn hóa thì như đều cụ Nguyễn đúng không? Một là Nguyễn gì? Nguyễn Trãi và hai là Nguyễn gì? Nguyễn Bắc Hồ à? <laughs> Nguyễn Ái gì? Nguyễn Ái Quốc Tức là họ Nguyễn đấy Hai cụ họ Nguyễn là doanh nhân văn hóa thế giới Còn một cụ họ Trần Một cụ họ Võ Là Một trong những vị tướng Tài ba nhất trên thế giới Đấy Chúng ta thấy đây cũng là một niềm tự hào Của dân tộc chứ, của đất nước chứ đó. Cho nên thầy nêu Tên của các vị đó ra để chúng ta thấy liên tưởng chúng ta cũng vừa ôn lại lịch sử đất nước dân tộc chứ ôn lại những tấm gương sáng của đất nước để chúng ta noi theo các cụ để mà vừa là tự hào với thế giới với bạn bè trên khắp nam châu vừa là để gì răn nhắc khuyên mình luôn luôn nhớ đến những cái bậc anh hùng cha ông kiệt xuất đấy làm tấm gương sáng để mình soi vào để mình đi theo cho nên ở đây nói gì nói là tổ mới nói là luân hồi không cầu đường siêu thăng dù cho hiền minh sao anh hùng đấy rất may và cũng có thể nói rất là trùng hợp cả hai vị tướng tài ba mà thầy vừa mới kể trên đều là những người tín đồ học phật thuần thành của phật giáo chúng ta biết cả vua Trần Nhân Tông và cả đại tướng quân Trần Hưng Đạo đều làm học trò của gì? Học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi là vị Bồ Tát tại gia của Việt Nam, giống như Duy Ma Cật của thời Đức Phật tại thế. Hay chưa? Chúng ta biết là đấy Tuệ Trung Thượng Sĩ Chính là vị Bồ Tát Tái La Trong cái thời đó Làm thầy của Cả Vua Trần Nhân Tông Sau này là là, là Phật Hoàng Trần Nhân Tông Và làm thầy của cả gì Hưng Đạo Đại Vương Chuyên dạy về gì Về thiền và ngài rất là gì là giỏi đạo đức và kiến thức Phật pháp thì phải nói là tuyệt vời dạy cả Trần Nhân Tông và dạy cả Hưng đạo Vương lúc Bấy giờ mà dạy về Phật pháp đó các quý vị nhé làm thầy về Phật pháp mà mặc dù Tuệ Trung thượng trí chỉ là cư sĩ tại gia thôi nhưng mà Trần Nhân Tông còn phải mời vào cung để giảng đạo phật cho nghe và trần hưng đạo còn phải mời đến phủ của mình để mời giảng phật pháp cho nghe và cả hai vị đó đều là đệ tử học phật của tuổi trung thượng sĩ và còn cụ võ nguyên giáp chúng ta biết lúc nghỉ hưu cụ có thời gian rảnh rỗi cụ tham cứu và nghiên cứu về thiền và cụ đã quy tam bảo với đại lão hòa thượng thiền sư thích thanh từ và cuối đời cụ cũng ngồi thiền rất là gì là giỏi nghiên cứu phật học và ngồi thiền rất giỏi và tôi thấy là mấy cụ lớn lớn ở trong đảng nhà nước của chúng ta lúc nghỉ hưu các cụ học phật và nghiên cứu phật pháp rất hay rất tốt À, chúng tôi được à, đến thăm cụ à, Lê Khả Phiêu, nguyên là Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Đến thăm à, đến nhà một hai lần thì nào cụ à, nói rằng à, mỗi một ngày ít nhất cụ phải đọc à, 100 trang sách. Ít nhất phải 50 trang cho Phật nghiên cứu Phật học và 50 trang về à, các à, kiến thức à, xã hội và chính trị khác. Đấy là ít nhất nhé. Còn bình thường á, ngày nào mà rảnh rảnh cũng phải đọc đến mấy trăm trang sách Phật. Tức là nghiên cứu về Phật học. Còn đặc biệt là đến với cụ Nguyễn Văn An là nguyên chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa xã chủ Việt Nam chúng ta. Thôi rồi, kiến thức về Phật Pháp của cụ thì có thể nói là gì? chúng tôi học Phật gần 30 năm nay. Xuất ra gần 30 năm nay nhưng nghe cụ nguyễn văn an nói về phật phật học nói về phật pháp đặc biệt là nói về thiền phái trúc lâm yên tử của cụ phật hoàng trần nhân tông thì thôi rồi cụ sâu sắc vô cùng luôn mà có những cái bài thơ có thể nó phải dài đến hai trang giấy cụ nói là cách đây từ 18 20 năm trước cụ đi xuống yên tử lễ phật lúc cụ con đang đang làm đương kim chủ tịch quốc hội Mười mấy hai mươi năm Tính từ cái năm làm hội thảo đây Mười mấy tám hai mươi năm Cho đến nay và hơn hai hơn mươi năm rồi Tức là Lúc cụ còn đang làm chủ tịch quốc hội ấy. Đấy Cụ Đến thăm yên tử Cụ Cảm thán cái công đức Của Phật Hoàng Trần Nhân Tông Cho nên cụ mới làm một bài thơ Cụ làm một bài thơ Từ Mười tám hai mươi năm trước gì đó mà khi ngồi uh, chúng tôi đến nhà thăm cụ và mời cụ lên dự hội thảo đây ấy, Cái năm 2019 Đấy, đấy. Vậy mà cụ đọc một cái bài thơ dài và đến hai trang giấy Không soát một chữ, không sai một từ Mà cụ bảo viết từ Từ đó 18, 20 năm trước Trí tuệ của, đúng là trí tuệ của những người có phúc Những người uh, vì dân vì nước mà cống hiến sau này về hưu rồi các cụ lại gì lại noi theo các bậc tiền bối các bậc tiên hiền cổ đức như là lý công uẩn như là trần thái tông trần thánh tông trần nhân tông vân vân để học Phật hay là như cụ trần hưng đạo hay là như cụ võ nguyên giáp các cụ cuối đời các cụ học Phật các cụ nghiên cứu Phật pháp đem áp dụng vào đời sống cho các cụ thanh thản